các cái vấn đề khách hàng phụ nữ đàn ông hay gặp là gì các bạn nhé. Thì các bạn sản xuất bằng video đúng không, các bạn sản xuất làm video, các bạn video, các bạn live stream để các bạn để giải quyết cái vấn đề này. Trong kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh nhà thuốc, tôi biết rằng lượng khách hàng đến với cửa hàng là chúng ta không kiểm soát được, lúc thì đông, lúc thì ít. Vậy chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta có thể kiểm soát được cái lượng khách hàng này, khiến cho cửa hàng của chúng ta ngày càng đông hơn, đặc biệt nhất đó là từ khách hàng lạ chuyển đến khách hàng thân quen để họ có thể mua hàng nhiều hơn và quay lại nhiều lần. Và để trả lời câu hỏi này thì nhiều người là không biết làm như thế nào, và bản thân tôi trước kia cũng vậy, rất bối rối và không biết làm thế nào. Cho đến ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ các bạn những cái thành quả cũng như là cái cách mà chúng ta có thể biến khách hàng lạ thành khách hàng quen để họ mua nhiều hàng hơn, đặc biệt đó là cửa hàng của chúng ta làm sao ngày càng đông hơn, không chỉ phụ thuộc vào quảng cáo, không chỉ phụ thuộc vào các chương trình khuyến mãi, hoặc các bạn làm bất cứ một điều gì đó để khách hàng đông hơn. Tuy nhiên các bạn không cần làm nhưng các bạn vẫn có khách hàng ngày càng đông. Vậy thì tại sao chúng ta làm điều đó? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ thông qua một cái bài tập là hành trình trải nghiệm khách hàng. Điều này sẽ giúp cho chúng ta là ngày càng đông khách hàng hơn và gia tăng được doanh số. Đấy, khi mà chúng ta làm bài tập về hành trình trải nghiệm khách hàng, các bạn ạ. Đấy, hành trình trải nghiệm khách hàng các bạn nhé. Vậy thì có các cái giai đoạn như sau để mà làm được hành trình trải nghiệm khách hàng, tức là khi khách hàng họ chưa biết đến cửa hàng của chúng ta cho đến khi họ biết cửa hàng của chúng ta và họ quay lại mua nhiều lần, thì trải qua 5 cái giai đoạn khác nhau, thì chúng ta kể một cái đường thẳng này, 5 cái giai đoạn với nhau. Giai đoạn thứ nhất, giai đoạn số 1 này, giai đoạn số 2, giai đoạn số 3 và 4, 5. Đấy. Chúng ta làm tuần tự như vậy các bạn nhé, từ số 1 đến số 5. Đấy. Và khi các bạn làm điều này thì các bạn sẽ có một lượng khách hàng rất là đông. Đấy. Cái điều đầu tiên, cái giai đoạn nào? Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn khách hàng khi họ phát hiện vấn đề. Khi họ phát hiện vấn đề, khi họ phát hiện vấn đề là họ bị bệnh. Và sau khi họ biết họ bị bệnh rồi, và họ tìm cái phương pháp điều trị, đấy, giống như là gì? Họ tìm phương án, tìm phương pháp. Đấy. Thì họ có thể là đến cái giai đoạn này, họ có thể đến bệnh viện, họ có thể đến phòng khám, họ có thể đến nhà thuốc của đối thủ, họ có thể đến nhà thuốc của ta. Vậy cái giai đoạn này chúng ta phải làm sao để cho họ đến cửa hàng của chúng ta là giai đoạn này. Và sau khi họ đến cửa hàng của chúng ta rồi thì cái giai đoạn số 3 này là giai đoạn mua hàng. Giai đoạn mua hàng, đây là giai đoạn mua hàng. Và sau khi họ mua rồi, đúng không? Thì họ về, họ sử dụng đúng sai như thế nào chúng ta chưa biết. Thì chúng ta phải có cái giai đoạn đằng sau, đó là sao ạ? Giai đoạn sử dụng các bạn nhé. Đây là cái giai đoạn thứ tư, là giai đoạn sử dụng. Và cái giai đoạn cuối cùng là giai đoạn sau sử dụng, hay gọi là chăm sóc. Đấy. Vậy thì đầu tiên các bạn hãy làm một cái form như thế này, từ vấn đề số 1 đến số 5, 5 cái cột mốc như thế này. Thì chúng ta phải bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết vào từng cái hạng mục một. Đầu tiên khi ở cái mục số 1, đó là khi khách hàng phát hiện vấn đề, tức là khi họ phát hiện họ bị cảm, họ bị đau họng, họ bị ho, họ bị nóng sốt, họ bị sổ mũi, hoặc bị viêm xoang, họ bất cứ họ bị một cái bệnh gì đó. Vậy thì cái giai đoạn này ấy, họ phát hiện họ vấn đề. Sau khi cái giai đoạn số 1 xong thì giai đoạn số 2 họ tìm giải pháp. Vậy thì để làm được cái điều này, vậy thì cửa hàng của các bạn đang bán các sản phẩm nào, các mặt hàng nào, hoặc là các bạn đang kinh doanh online thì các bạn chủ yếu bán về các cái sản phẩm nào? Ví dụ như là các bạn kinh doanh các sản phẩm như mẹ và bé, hoặc là sữa, hoặc là các bạn đang các cái sản phẩm về đàn ông và phụ nữ. Vậy thì vấn đề của họ là gì? Thì bằng cách này, sau khi các bạn đã liệt kê ra các cái vấn đề mà khách hàng đang gặp phải, như là viêm xoang, rối loạn tiền đình, hoặc là các bạn làm bên chuyên phụ khoa, các cái vấn đề khách hàng phụ nữ, đàn ông hay gặp là gì các bạn nhé. Vậy thì các bạn hãy sản xuất và bằng sao ạ? Nếu như các bạn đang làm online thì các bạn sản xuất bằng video, đúng không? Các bạn sản xuất làm video, các bạn video, các bạn live stream để các bạn để giải quyết cái vấn đề này. Hoặc các bạn offline, ví dụ các bạn đang offline, mùa này là gì ạ? Mùa này có khả năng là mùa lạnh, ví dụ mùa này là mùa lạnh. Thì khách hàng họ rất dễ bị viêm xoang, vậy thì các bạn phải có các cái banner quảng cáo, biển hiệu, hoặc là cái poster hay bất cứ một cái gì đó để giúp cho khách hàng nhận diện ra rằng cửa hàng của các bạn đang điều trị các cái bệnh này. Mặc dù khách hàng vẫn biết rằng là đó có, hoặc là chúng ta biết rằng nhà thuốc nào cũng có, nhưng mà nếu như chúng ta quảng cáo không khác là chúng ta sản xuất nội dung là bằng video này, thì offline là các cái tờ rơi để khách hàng họ biết là về căn bệnh này. Rồi sau khi qua bước số nhất thì qua bước số 2 thì khi khách hàng tìm
giải pháp. Vậy để từ online, tại sao Bảo lại nói về online, online to offline, chúng ta kinh doanh một lần là cả hai để đột phá doanh số và giúp cho hệ thống phát triển bền vững, thì các bạn phải đưa lên Internet, đưa công việc kinh doanh lên Internet. Và để làm chi tiết hơn thì chúng ta sẽ đi vào chuỗi video dành riêng cho Internet. Nhưng mà trong cái hành trình trải nghiệm khách hàng này thì dù online hay offline đều sử dụng được và đều đúng các bạn nhé. Vậy thì khi khách hàng tìm giải pháp, khi khách hàng tìm giải pháp về phần offline, tức là cửa hàng, vậy thì cửa hàng của chúng ta phải, chúng ta phải có các cái chiến lược như biển hiệu này, như biển, các bạn phải có cái biển tấm lớn, hoặc là trang trí cửa hàng thật đẹp, hoặc là các bạn đặt ở cửa hàng ở ngã ba, ngã tư, hoặc là các bạn ở chợ, đúng không? Ở chợ thì các bạn đặt các cái cửa hàng mình ở những vị trí đẹp như vậy. Vì khi khách hàng họ phát hiện họ bị cảm, họ bị vấn đề thì họ đi tìm giải pháp là họ tìm cái nơi nào dễ xuất hiện nhất. Vậy thì cái vị trí cửa hàng, vị trí mà đặt cửa hàng cực kỳ quan trọng. Đấy, các bạn đặt cái vị trí nào mà khách hàng họ dễ tìm. Nếu như kinh doanh offline thì họ chỉ cần nhìn thấy 90 lần họ trở thành khách hàng thân quen. Họ cứ đi qua đi lại, đi qua đi lại. Vậy thì có phải ngay chợ và ngay ngã ba ngã tư thì chúng ta thường đi qua đi lại hàng ngày. Thế nên là họ ưu tiên đặt các cái cửa hàng kinh doanh tại ngã ba ngã tư hoặc là chợ, phải không các bạn? Mục đích là sao? Là khi khách hàng tìm giải pháp để họ nhìn nhiều, họ nhớ chúng ta. Khi họ phát hiện vấn đề là họ nhớ chúng ta. Còn nếu như kinh doanh online, còn nếu như online thì các bạn tìm giải pháp sao ạ? Thì các bạn phải sản xuất thật nhiều video và các bạn phải sell thật là tốt. Sell online, sell YouTube, sell Facebook, sell nền tảng thật là tốt. Để khi họ tìm giải pháp là họ search ra các cái video, các cái giải pháp của các bạn. Sau khi các bạn làm tốt cái điều này rồi, online chúng ta gọi là quảng cáo, còn offline chúng ta nói là gì? Chiến lược, chiến lược marketing. Còn khi khách hàng mua và khi họ tìm đến, họ vào cửa hàng của chúng ta rồi, vậy khi họ mua, vậy chúng ta làm như thế nào? Chúng ta làm như thế nào để đột phá cái doanh số chỗ này? Cái giai đoạn này bắt đầu chúng ta có tiền. Có tiền ít hay nhiều là do khả năng bán hàng của chúng ta. Ví dụ như khách hàng vào, họ mua một liệu trình 3 tháng thì doanh số sẽ cao hơn là 15 ngày sử dụng. Vì vậy, các bạn làm cái bước gì để khách hàng họ mua tốt hơn? Thì Bảo gợi ý các bạn một số cái điều. Ví dụ số 1, đó là các bạn phải có quy trình bán hàng. Đấy, quy trình. Đấy, các bạn phải có quy trình bán hàng để giúp cho nhân sự của mình, đào tạo cho nhân sự của mình biết cách bán hàng, biết cách tư vấn cho khách hàng. Hoặc là gì ạ? Hoặc là năm giác quan. Năm giác quan cũng giúp cho khách hàng mua hàng nhanh hơn. Khách hàng muốn được đối đãi tốt hơn, muốn được nhiều cái phúc lợi tốt hơn. Hoặc là sao ạ? Hoặc là các bạn có thể là combo các cái sản phẩm vào, combo sản phẩm, hoặc là các bạn khuyến mãi vào. Vậy thì ở cái giai đoạn số 3 này, các bạn làm điều gì để giúp cho khách hàng họ thuận tiện nhất trong cái việc mua hàng? Mục đích cuối cùng đó là giúp khách hàng họ thuận tiện nhất trong cái việc ra quyết định mua hàng các bạn nhé. Và sau khi họ mua rồi thì cái giai đoạn thứ tư này là giai đoạn về sử dụng. Vậy thì sau khi họ dùng, họ mua về họ dùng thì có các cái vấn đề gì gặp phải hay không? Họ sử dụng có đúng hay không? Mặc dù chúng ta đã ghi trên hộp vỏ hộp, nhưng mà thực tế đôi khách hàng họ vẫn sử dụng không đúng. Không đúng ngày, không đúng bữa, hoặc vì tính chất của công việc, thế nên là họ quên và dần dần họ bỏ qua luôn. Thế nên là để mà có được cái kết quả tốt, khách hàng họ khỏe rồi, họ nhanh khỏe thì họ phải sử dụng thuốc đúng, đúng liều lượng, đúng không? Đúng thời gian, đúng liều lượng. Vậy thì chúng ta làm các cái điều gì? Các bạn làm các cái điều gì? Các bạn hãy liệt kê vào đây để giúp cho khách hàng họ sử dụng đúng cái liều lượng hơn, đúng đủ đều hơn. Đấy thì mới tạo ra được kết quả. Vậy thì một số phương pháp các bạn có thể sử dụng như là nhắn tin Zalo, các bạn có thể sử dụng Zalo OA, các bạn có thể là gọi, các bạn có thể dùng Messenger, rất nhiều cái phương pháp. Tuy nhiên thì sẽ không có một phương pháp nào chính xác hết, vì mỗi nhu cầu, mỗi đối tượng, mỗi khách hàng, mỗi vùng miền họ sẽ có một cái cách tiếp nhận khác nhau. Vì vậy các bạn hãy thử hết cách 1 đến cách 2, cách 3 và sau đó chúng ta lựa chọn cái cách nào để giúp cho khách hàng họ dễ dàng sử dụng hơn mà đạt hiệu quả cao hơn thì chúng ta ưu tiên lựa chọn cái cách đó các bạn nhé. Và sau khi họ sử dụng rồi, ví dụ như họ sử dụng 15 ngày rồi và hiệu quả rồi, nhưng mà tuy nhiên cái liệu trình của chúng ta là phải dùng 3 tháng đến 4 tháng mới đạt được cái hiệu quả tối đa và cái khả năng tái phát nó ít hơn, thì khách hàng mới dùng mới 15 ngày và họ thấy hiệu quả và không còn dùng nữa, vậy thì làm sao để họ quay trở lại mua? Vậy thì làm sao? Chúng ta phải chuyển qua bước chăm sóc khách hàng. Đấy, họ uống 15 ngày rồi thì chúng ta có cái lịch trình nhắc họ không? Hoặc họ uống không có đỡ thì chúng ta có cái biện pháp, giải pháp nào giúp đỡ cho họ là sử dụng các cái sản phẩm khác. Hoặc họ uống xong họ gặp các cái vấn đề như là mề đay dị ứng, hoặc là nôn mửa, hoặc là tiêu chảy, vậy thì chúng ta có cái giải pháp nào để chúng ta giúp cho họ giải quyết được cái vấn đề đó?
Từ đó là sau khi họ mua, họ sử dụng rồi và để họ quay lại, họ mua thêm một lần nữa. Họ mua thêm một lần nữa và họ mua thêm, cứ làm lặp như vậy, họ mua thêm 2 đến 3 lần nữa và sau đó là căn bệnh của họ hết. Vậy thì họ hết rồi thì chúng ta xin lời giới thiệu, họ sẽ sẵn sàng là giới thiệu cho người khác tới mua, họ sẽ, hoặc là họ đến cửa hàng chúng ta, họ mua các cái sản phẩm khác để hỗ trợ cho bố mẹ, cho con của họ. Vì vậy là cái bước số 5 là bước vô cùng quan trọng và bước hầu như rất ít người làm, nhưng mà cái bước này sẽ mang lại cái doanh số là rất là cao trong cái việc kinh doanh cửa hàng cũng như là online. Nhưng mà rất nhiều cửa hàng, rất nhiều doanh nghiệp bỏ qua cái bước này các bạn nhé. Vì vậy là để mà giúp cho khách hàng từ khách hàng lạ thành khách hàng quen, tức là từ khi họ chưa biết chúng ta cho đến khi họ quen, họ quay lại với chúng ta, thì nó sẽ trải qua 5 cái giai đoạn này. Và mỗi cái giai đoạn các bạn hãy liệt kê các cái bước 1 và sau đó các bạn hãy làm và hành động như vậy từ bước 1 đến bước 5. Và cái bước nào chưa tốt thì chúng ta hãy củng cố tối ưu cái bước ở đó. Thì từ đó là sau một thời gian, 1 tháng, 2 tháng hoặc là nhanh hơn, hoặc là 3 tháng, 4 tháng, sau một thời gian chúng ta làm và chúng ta đo lường thì chúng ta sẽ biết được rằng là chúng ta đang làm mạnh bước nào chưa, chưa mạnh bước nào, và dần dần chúng ta sẽ mạnh đều từ bước 1 đến 5. Thì cái khách hàng lạ họ đến và sau khi trải qua 5 bước thế này thì họ có một cảm giác thân quen và họ sẽ ở lại với chúng ta. Họ và khách hàng khác cũng vậy, họ cứ liên tục tới và liên tục ở lại như vậy thì cửa hàng của chúng ta ngày càng đông hơn. Đặc biệt là khi mà chúng ta làm tốt ở bước số 5 thì họ hài lòng, họ sẽ sẵn sàng giới thiệu người khác tới vào thẳng bước 3 luôn, là họ mua luôn. Đấy, thì không cần giai đoạn số 1 và số 2 nữa, họ mua luôn. Vì vậy là khách hàng, cửa hàng của chúng ta ngày càng đông hơn các bạn ạ. Vì vậy thì qua cái video này, qua cái bài tập này thì các bạn hãy liệt kê ra các cái phương pháp cho mình làm ngay để có đưa cái công việc kinh doanh của mình trở nên là mạnh mẽ hơn các bạn nhé. Và các bạn cũng đừng quên rằng là nếu như ai chưa đưa công việc kinh doanh của mình lên Internet thì các bạn hãy mau chóng là đưa công việc kinh doanh của mình lên Internet để có thể là đột phá doanh số cũng như là giúp công việc kinh doanh của mình ngày càng tăng trưởng và phát triển hơn các bạn nhé. Đưa công việc kinh doanh lên Internet nó khác là bán hàng online, nó khác là live stream bán hàng các bạn nhé. Chúng ta đưa cửa hàng của chúng ta lên Internet không có nghĩa là chúng ta live stream để bán hàng online các bạn nhé. Và nếu như các bạn đang gặp những khó khăn, thắc mắc nào thì các bạn hãy comment ở video hoặc bất cứ video nào, Bảo sẽ làm video để trả lời tất cả các cái thắc mắc của các bạn. Và các bạn có thể đặt vấn đề trực tiếp cho Messenger của Bảo, hoặc là Facebook, hoặc là Fanpage, hoặc là Zalo, bất cứ cái phương tiện nào nếu Bảo có thể hỗ trợ các bạn được các bạn nhé. Và các bạn đang gặp khó khăn nào thì hãy chủ động liên hệ vào, và đừng quên rằng bấm nút subscribe kênh YouTube của Bảo để nhận nhiều video tuyệt vời và thú vị hơn thế này. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.